Vậy đi. Vậy. Vậy đi ui. 10 giờ sáng rồi ui. Hello. Good morning. Ôi ơi cái chỗ nằm gì mà nó ấm. Trời ơi. Good morning. Sao ngày nào dậy cũng che mặt hết vậy? Gì vậy? Cái gì vậy? Em hả? Em heo hả? Em heo hả? Gì đắp mền hả? Đắp mền hả? À, đắp mền đi. Mền. 10 giờ sáng rồi. 10 giờ sáng ngày dậy đây. Ngày nào cũng kêu dậy như kêu đò vậy. Gọi đò ơi. Gọi đò ơi. Gọi đò ơi. Nè, nên gói nằm nè. Nè, nè, từ từ từ. Tỉnh gió, tỉnh gió xuống nằm. Đã, đụng mà. Gì hết, gì nữa? Gì nữa? À, đắp cho em luôn hả? Rồi sao nữa? Gì nữa? À, em heo luôn, em heo luôn, em heo luôn. Em heo vô luôn, đúng rồi. Heo vô luôn. Gì nữa? Cái gì nữa? Cái gì? Làm sao? Ngày nào cũng gọi như gọi đò vậy. Nhéo lỗ tai nữa đó. Sọt lỗ tai, nhéo lỗ tai tùm lum hết. Gọi đò. Good morning chay chay. Đưa chân hùng bánh đây. Đưa chân hùng bánh đây. Không đắp màn hả? Okay, đắp màn đi lạnh. Ok. Rồi đắp màn em nha. Đúng rồi. Ê, trời trời trời. Ê, trời 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 trời. Con ngủ này, con ngủ có ngon không? Không ngon hả? Ngày nào cũng ngủ không có ngon mà ngủ cho tới 10 11 giờ trưa không à. Sao? À, ấp đắp mền vô hả? À, đắp mền vô hả? Mày về mày kể chuyện gì ghê cho nghe nha. À mẹ nằm xuống hả? Ok mày nằm xuống mày kể chuyện ghê cho nghe nha. Quay mặt qua đây. Ủa, nghe chuyện ghê ghê sao quay qua bên kia được? Gính em qua đây, gính em qua đây. Hello cô chú đi. Hello, hello cô chú đi. Ủa, con trai nó làm cái gì trong gối tôi nè. Này nè. Nè, kể chị nghe. Hồi nãy á, lúc mà chị ngủ á, cái xong rồi dậy trước đúng không? Cái xong rồi cái mẹ hả, đi ra ngoài. Em kéo mẹ ơi. Cái gì? Tay mẹ bị gì đâu? À này hả, này chắc dính nước sơn á chứ gì. Rồi nó nói mẹ ơi, tay mẹ bị gì á mẹ ơi. Xong rồi cái mẹ kể cho nghe. Xong rồi cái có bà già. Có bà già mới đi ngang qua. Cái bà hỏi con trai đâu rồi. Cái mẹ nói con trai nó đang ngủ. Cái xong rồi cái hả, bà già mới kêu đi vô kêu con trai dậy. Cái mẹ nói thôi để cho nó ngủ chút nữa đi. Bà nói không, ta muốn con trai dậy. Dậy sớm, ngủ sớm. Cái xong rồi cái mẹ nói cái mẹ bắt con ghê ta. Cái ông ghê nó nói hả, với miệng cá. Cái gì? Cái miệng cá. Miệng cá gì? Miệng cá. Làm sao? Miệng cá, miệng ấm, miệng cá. Ồ. Cô muốn nghe chuyện gì? Muốn nghe chuyện gì? Muốn nghe chuyện đây 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 không? Ồ, uống cái ngôi có đây không? Không cắn. À, không cắn chày, không cắn chày. Rồi, mày kể chuyện SCPC Spider nha. Không, chuyện cá. Muốn nghe chuyện cá hả? Cá. Ủa, con cá là chuyện gì ta? Cá. Cá là sao? Kể mày kể coi, con kể mày nghe sơ lược coi chứ mày nghe nào giờ mày chưa biết chuyện cá là con gì đó. Chuyện cá mẹ nghe chuyện cá đi. Quá. Chuyện cá mệt quá hả? À rồi ok, chuyện cá mệt quá nha. Chuyện này tôi cũng không biết, tôi tự chế cho chuyện cá mệt quá nha. À, hồi bữa con có nhớ là hai anh kia đi câu cá không? Ừ, anh giật cái càng, anh giật cái cần câu lên câu được mấy con cá hay nhớ không? Một cá, hai bữa, rồi cá. Ừ, một cá, hai cá, ba cá luôn. Cái xong mà cái anh cái lưỡi câu nó nuốt cá, nuốt lưỡi câu vào bụng luôn. Cái xong rồi cái ba lấy cái kềm á, cái ba móc cái lưỡi câu ra. Cái xong rồi cái hả, cái con cá nó mệt quá, nó nằm nó xỉu nó chết luôn, đúng không? Ờ, cái con nó ờ đúng không?
Con có thương cá không? Ừ, tội nghiệp cá ha. Đúng rồi, mai mốt á, mai mốt mình nói chung là mình có thích thì mình đi câu cho vui thôi. Chứ cũng hy vọng là đừng có câu được cá ha. Chứ mình câu được cái mình cái con cá nó ăn mồi á, cái xong rồi cái lưỡi câu mắc vô cái miệng của nó, cái mình câu lên mình thấy tội nghiệp, đúng không? Đúng rồi. Rồi con. Gì con? Mẹ bị gì á hả? Mẹ đâu bị gì đâu, bị nước sơn dính bậy bạ. Bữa mẹ sơn cho con đó rồi dính nước sơn trên tay cái gì đó. Nghe sao? Hả? Flower ba bà hả? Ba bà con. Hả? Con bé mà. Đúng rồi, em bé là được ngậm ba bà nè. Nó nói là ba bà của nó có trái tim với có bông nữa nè cô chú nè. Mà con có thương mẹ không? Con thương mẹ để đâu? Để đâu đúng rồi. Ủa mà ba đâu rồi? Ba đâu rồi? Đi về rồi. Đi đâu? Ba đi về rồi. Ba đi về đi giảm. Ba giảm gì? Đi về tất cả nè. Hay sao nữa? Ây da, đau quá. Mẹ khóc rồi đây. Này nó biết xạo rồi, này nó biết xạo thiệt rồi, nên là nó không có nói. Chứ không mấy thường là nó quay qua nó nói are you okay mommy, are you okay, why you don't cry mommy, don't cry vậy. Mẹ khóc. What's wrong mommy? I'm sad. I'm you. What? I'm you. You are my? Yeah. Say don't be sad. Don't be sad. Don't be sad. Say don't be sad, mommy. I'm gonna be with you. Baby. I'll be with you. I want donut. You want donut? Yeah. Nó nói là mẹ ơi đừng có khóc, con sẽ ở đây với mẹ, đúng không? Không muốn ăn đâu nịt hả? Yeah. Giờ dậy đi đánh răng trước đi, ăn đâu nịt. Dậy đi đánh răng. À, kéo con lên hả? Con nói mẹ kéo con dậy. Mẹ muốn đau mẹ. Muốn gì? Mẹ. Muốn cái nón hả? Dạ. Rồi nó đi. Mẹ, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Một. Đi. Mẹ hấp mi em bị chào. Thôi hấp mi gì tự xuống được mà, xuống đây. Bị bù bù té nào? Đội nón lên đi, cái đầu tóc thấy ghê quá. Đội nón lên đi. Đầu tóc thấy ghê quá. Hết rồi. Còn. Rồi cái nón đầu tóc nó thấy ghê quá, nó hết rồi. Hơi ghê quá. Đội nón lên đi. Tóc lên cho tóc nó sẹp sẹp xuống bớt đi. Đội nón chứ không ai chịu đội dưới chân. Hư nón. Em bị đau bù bù. Đau bù bù nào? Rồi coi coi, chưa để mày quay qua đây. Đó, đẹp. Đây. Đây. Con ăn đi. Ngon quá. Ăn miếng ngon rồi. Đó. Ăn coi. Ăn đi nha. Giỏ mềm.
Bất kỳ có ăn của chay nha. Này là mẹ làm cái này là ba về ba thích lắm này chay nè. Đảm bảo với chay luôn. Được đâu. Được nè, được. Em thích rồi. Trời ơi, hôm mai vậy? Đâu hôm này. Con hôm này hả? Đâu. Con hôn vậy hả? Con hôn gì? À, con hôn chó hả? Dạ. Ăn đi YouTuber. YouTuber, ăn giùm đi YouTuber. Giỏi quá nè, cô chú thấy chơi giỏi chưa? Sao vậy? Sao vậy? Sao không ăn? Mẹ làm ngon vậy mà không ăn? Lý do? Xem mùi. Lý do sao mẹ làm ngon mà không ăn? Ăn miếng đi con. Ăn miếng đi, chút mẹ cho đi mua đồ chơi. Đi mua đồ chơi pink, rồi cái mua đồ chơi red, rồi cái đi siêu thị đồ chơi ha. Ừ. Ăn vô đi con. Cái con chay này nó kỳ lạ, dễ sợ luôn á. Không ăn muốn đi xuống hả? Dạ. À, đây nè cô chú ơi. Trời bớt nắng rồi. YouTuber đạp sợ giờ coi cái tướng YouTuber già dễ sợ không? Cái chân mà con phải nhìn đằng trước, con phải bẻ lái. Con phải nhìn đằng trước, con đạp, con nhìn đằng trước. Con nhìn đằng trước, con bẻ lái. Nhìn đằng trước mẹ nè. Ủa ba kìa, ừ chạy ra ba, lẹ lên. Ba đi làm gì kìa. Ủa trời. Ba chạy né con hả? Tại vì ba mới đi làm về. Ba mới đi làm về, ba không có được đụng con. Baby, it's literally fit her so perfect. What the, I know, that's why when I saw it on the, let's see. See? Wow. See, daddy? You gotta turn that way. You gotta turn. You gotta like turn, like driving your car, you gotta turn. Yeah. Bé lái. Yeah. Để ba vô nhà ba tắm rửa đi. Baby shower. Oh really? It's so annoying. Chay, đứng lên lẹ lên chay. Đi ra đóng cửa xe với mẹ nè. Để mẹ vô đi lấy, mẹ quên đóng cửa xe nè. Chờ mẹ chút. Mẹ vô lấy chìa khóa xe để mẹ ra mẹ. Mẹ quên đóng cái cửa xe thôi. Hả? Đi ra ngoài kia đi lấy cái xe. Đi đóng cái xe với mẹ đi. Đạp theo mẹ. Trời ơi con mặc áo YouTuber nhìn lớn vậy. Mang giày chưa hả? Xin lỗi, không mang giày. À đi mẹ vô mẹ mang giày nha. Trời ơi coi dữ tận chưa, mang giày chưa? Coi được không? Rồi xin lỗi đi mẹ vô mẹ mang giày nha. Dạ chưa. Mày sao con? Mẹ mang giày chưa? Mẹ mang giày rồi. Đúng rồi. Rồi đi con, đi. Đi con. Mẹ mang giày rồi, mẹ cảm ơn chay nhắc nhở mẹ nha. Xém chút là mẹ bị đứt chân rồi. Đi, quẹo qua đây. Đi gửi ở đây. UPS giao đồ đó, đây. Cái chú đó chú lùi dịch kìa chay kìa. Tưởng con mình chay lùi dịch chứ có cái chú đó lùi dịch đó kìa chay. Muốn chạy đi con, chú đó lùi dịch hay gì? Chạy từ từ chay ơi. Trời chú đó lùi dịch xong còn đứng giải nữa. Gì vậy chay?
Hey, how are you doing? Good, how are you? Good, thank you. Rồi bà đi yên như người lớn không? Gì vậy? Chay hay là cái đôi dép đó để mày vô mày cắt cái quai đó cho rồi đi chay ơi. Đây, đi vô lấy cái kéo cắt cái quai dép đó đi. Quai dép đó mày thấy cũng chả có giúp đỡ được gì đâu. Tập mang dép không cần quai đi con. Trời ơi, nhảy rồi dữ không? Nhảy với pupu. Nhảy qua pupu luôn hả? Dạ. Giỏi. Đây, đi vô mày lấy cái kéo mày cắt cái quai đó dây. Cái quai đó mày thấy là chả có thích sự gì đó. Đi vô đây, vô đây. Vô đây lấy cái. Con ngồi xe con đợi mẹ nha. Rồi con mang gì không? Mang về cho mẹ coi coi. Sao không được? Sao mang về không được kể mẹ nghe coi. Lý do. Khoa học nào chứng minh không? Ngồi xuống. Ngồi xuống, ngồi. Ôi đó, đó, thấy chưa? Ngồi xuống đàng hoàng. Mom, I can. Superman. Yeah, Superman. Put your shoes on. Mẹ mang dép vô thì con phải mang vô, lẹ lên. Ngồi xuống đàng hoàng. Coi làm kiểu gì vậy trời. Rồi, đừng có dí kiến. Đừng có dí kiến, để kiến đi đi con. Mới dí nghe giờ bỏ đây. Ừ. Đây nè, mang dép vô. Dép đâu? Ai ngồi kiểu đó không? Anh ngồi xe. Rồi mang dép vô, để con kiến nó cắn chân bây giờ. Kiến ơi, kiến chay nó không mang dép kìa kiến ơi. Anh ra kiến. Mang dép vô. Anh ra kiến. Kiến ơi, kiến. Đó. Chú nó cũng lạnh lắm. Trời ơi, đứng ở trên nhà. Ba. Cái gì? Cái gì? Trời la. Là sao? Ừ, la kiến rồi hả? Dạ. La kiến sao? La mày mày coi coi. Cái gì vậy chay? Mang dép vô. Con sợ con kiến bên kia thì mang dép vô, con kiến không cắn. Mang dép vô, con kiến không cắn, lẹ lên. Nè. Tại sao? Kiến tại sao sao? Tiếng kiến có hổn không? Đi đâu chay? Lạnh hay gì? Muốn mặc áo. Muốn mặc áo lạnh vô hả? Dạ. Có lạnh đâu, xạo xạo quá, sao con xạo quá. Trời này mà lạnh gì? Trời ơi, ba để giống như thôi cô bả giống như bà đi biển không? Đi đâu à? Chay, tại sao con mang giày vô? Chú làm gì á? Rồi chú đuổi dịch đó con. Chạy giấu chú mẹ. Ừ. Cô sợ chú. Con sợ chú hả? Yeah. Sợ chú con chết hả? Yeah. Mẹ, con gì á? Con chó. Con chó. Mm-hmm.